vào đây cho thoáng. Ô, thế 7 đồng đâu rồi? Mất rồi. Về đâu rồi? Về Tây Ai đấy. Về Nam Định. Nam Định rồi, sợ quá nhỉ. Toàn mua ngược. Đấy. Đây à? Đây của bên này là ấy à? Vâng, đấy, đấy. Con này là bao nhiêu đây? 26. Được cái chứ nhỉ? Làm cái hoành nhỉ? Hoành. À cái này mà là vật ra làm đổ cũng được. Đang tiếc cái bệ quá. Vật ra làm đổ thì bệ chứ lại không được. Thôi để nó kiểu này nó bò lên nó quái rồi. Đặc đấy. Một nhân cắt này, hai nhân cắt, ba, bốn, năm, sáu. Xem nào. Mỗi năm lấy cái đường chạy kia, lấy đường chạy kia làm ngò trục. Đường này thu ngắn lại. Cái chỗ này là dễ à? Không, chưa nó phóng ra đây này, phải mở ra là đúng rồi. Không, chính là để đến đây bỏ này đi. Ngắn này. Lấy đường trục, lấy cái trục này thì hay. Đây nó vào lấy đây. Cái trục này hay này. Rồi không phải bỏ ấy. Đấy, bỏ ấy. Ông ý em là lấy cái trục dừng ở đây thôi cho nó ngắn. Xong rồi là chuyển giá. Này, thật ra đây. Thật thấy kinh đấy. Cái trục này đúng không? Trục là vứt luôn. Đấy. Đấy là hoa đây. Thôi cứ để ai còn được cắt, thợ thì không phải ấy, thợ thì không phải cái này thì chỉ cắt đấy thôi chứ người chơi thì là người ta lại không xem rồi người... thợ thôi, chỉ có thợ nhiều người người ta còn muốn giữ lại hết dữ liệu đấy. Người ta còn để về làm xong người ta làm nào làm cái đấy bởi vì nhìn ra rõ rồi ai có ý đồ gì làm thế. Cắt bỏ cái này rồi à? Cắt rồi, cắt được cắt phát là sướng rồi nhá. Không lấy con đồ chọn thành thơi này lấy cái bông bơm thì sau nó mà lấy cái này. Đấy, cái đấy cũng lấy được một tí. Nói chung là như này là các tín đồ chỉ có tư duy thôi. Ừ, tư duy thoải mái. Ai thuộc môn phái nào thì tránh môn phái đấy. Xong thì xét sau. Nói chung là có nhiều cái để tư duy. Nhiều tín đồ ai vào môn phái nào thì xịn quá cả nhỉ Cường nhỉ. Đấy, cái chỗ đấy dịch thích. Xịn luôn. Chỗ này mà xịn như thế về làm luôn cái trực. Hôm trai vẫn còn à? Chứng tỏ là mấy ông uống rượu là không chơi cây mấy. Ổi à, ổi này. Ổi này là bao nhiêu đây? Có, xe cái lấy với anh xe. À đấy thì vừa chuyển của anh ấy sang đấy thì thả là nhìn khác, thấy khác bọt. Vật ở đâu? Có nhớ mà có đồ luôn nên xong rồi không làm gì được. Thế tí nữa còn lịch tí. Mẹ nhìn cái chỗ này sướng kìa. Bất tội. Mặt sau đuối quá. Quá nhà lại sạch keo. Em nhớ mà hôm ấy xuống cái này. Có lúc nào đưa cho không đi. Keo này màu nâu à? Màu. Nói gửi luôn đi. Hương nào gặp rồi không có tiền lẻ cũng mỹ tiến à. À. Ok. Anh ấy ở nhà. Ôi đây. Lạnh quá tê cả tay này. Cái này bao nhiêu đây? Con này 1,5 triệu thôi. Đấy. Ôi. Mẹ con này có tí đằng sau thì chốt luôn. Chốt luôn cho nào. Vật là hết mà, nếu mà vật là hết là sao. Nhưng mà vật đang tiếc cái bệ quá. Cái này cắt thì là mới là thành lưu hết rồi. Không mà đằng sau chỉ cần chảy chảy này ra được rồi, không cần bệ. Ông này ngày xưa ông ấy nuôi, ông ấy nuôi được một mặt. Không quan tâm lắm. Có khả năng mặt sau thì là bị nói là vào hết video luôn đúng không? Thoải mái. Phân tích còn ai vật được là vẫn cứ múc như thường. Đây
chảy bới ra rổ ra là đây là lu hết. Chỗ này thì khỏi nói rồi, chỗ này còn bóc bớt đi kìa. Cái này là bóc đi là đúng rồi. Bóc đi là có lu đấy. Đấy, này là đây nó chảy xịt đấy. Đấy mẹ đục con đột mẹ cái này đi ra trong. Đi đâu mà vội. Này, nước cây này là nước cây móc luôn móc ở Nam Định lên thì sao này. Cái này móc đi là cái này móc cái khúc ra này. Đấy. Đồ dài, đồ dài. Đấy, rồi, bắt đầu nuôi rồi mẹ. Phi ra ác lắm. Rồi này, cô đơn thì vẫn cô này. Ôi, rét quá. À, đây, hôm trai đây. Để ngửi xem có mùi rượu. Rượu nặng lắm. Vừa người rượu nặng lắm. Mất cả nét. Đấy, đang bảo là bây giờ sụp cái chai đi tết đổ rượu vào. Cho vào cái trống, cho vào cái ấy. Có lắm mà nó sống rồi. Có cái lật có cái lật này. Không giống ai chơi vào cái bọn rượu vang cái bình này đấy. Có cái lật này, tức là đây này. Anh em đến là rót thôi. Bát. Cái thằng người. Các người hoặc là làm cái tiêu cũng được. Đấy. Rồi, ok, để xung. Có hơn đồng bạc hay sao thôi đúng không? Hơn triệu thôi. Đấy. Đấy, ông này vẫn chưa lên đường. Ông này lại, có khi lại phải gãi ra nhỉ. Được thời gian nữa gãi ra. Này đang muốn là cho về kia là nuôi. Nuôi đằng sau nó năm nữa là nó chảy như này nè. Đấy. Nhìn này. Mặt trước thì gần như không có chậu đóng bánh. Mặt trước là gần như không có điện đơ đóng bánh nhé. Hài hòa. Cứ đấy. Nào ấy ok anh. Yeah. Đây với chỗ này đang muốn nhả đây. Đang muốn nhả bạn. Cái này bay ra đằng sau. Nhất này bay về thì. Đấy cái mầm âm thì đẹp. Nhét phần này về sau một tí. Được. Ok đấy. Ok đấy. Nếu mình đã nghỉ chưa bác? Chúng mình vẫn nằm chờ đấy để đi Thanh Hóa thôi. Được. Các sơi nha. Chứ đi Thanh Hóa thì hơi xa anh nhỉ, chắc cứ bỏ chợ luôn. Nhỉ. Cái kệ vẫn đến tiền thì kệ vẫn về thì vui. Mình nghe nhỉ, ngược xuôi nhỉ. Thằng nào cũng về với vợ mà. Đấy. Món đấy là không bỏ được. Nào để về cho chó ăn chứ. Đó. Đi đây. Không gì Phú Đô trên trước thích. À gì à. Vinh à. Kim Bùi. Vân đứng trước đấy. Các bố thích thích đồ nhỏ. 6 triệu. Đang xem cây của Toản này. Ơ này lại có cây kim sa tùng này. Ông vừa ở đây mà lại đi đâu rồi. Đấy, Toản mà có xem anh em mà hỏi thì báo giá nhá. Cái này nó có tinh dầu thơm thơm này. Quê ngày xưa gọi là cây chổi xẻ đấy. Chổi quét rác ấy. Để răm nó mau ấy. Quét rác ấy. Quét lá. Quét lá ấy. Nó nhẹ mà nó mau răm. Nhưng mà làm bonsai thì rất đẹp. Nó rất là quốc tế đấy các bạn. Rất là quốc tế, lá nhỏ thậm chí đẹp hơn tùng. Ở miền trong gọi là kim sa tùng. Miền Bắc thì chắc là không gọi thế. Nhưng mà bây giờ cái tên nó hay ấy. Thì gọi đúng là nó họ tùng thật. Sa tùng. Nằm mướt ấy. Cái này mà dòng cây nghệ thuật thì rất là đẹp. Nguyệt quế. Này tê tay có bác cầm cứ run. Đấy, đẹp như này nhưng mà ở ngoài Bắc thì lại không, vẫn rất nhiều người thích nhưng mà xuống tiền bằng xanh xi thì không có. Thế
cũng quay mấy lần rồi. Ôi, cũng quay mấy lần rồi. Được cuối. Nay chợ vẫn vắng các bạn, vẫn vắng. Có tùng hơi cổ một tí. Đấy. Xa tùng. Thế Ngọc Anh đây, ngoài có cây Mai Nu này. Mai Nu các quản rất là nhiều tùng các bác nhé. Tôi vẫn ấn tượng với cây tùng mà hồi bày triển lãm nông nghiệp 500 ấy. Đẹp, cây đẹp. Cái đấy nó còn mới làm nhưng mà thời gian cây đẹp, form dáng. Gộp tụ cây cỡ to này. À, tùng. Đài Loan. Đấy. Đấy à, đấy, cứ ghi đang khoảng 26. Đang khoảng 26. 26 á? Vâng. Mặt trước thì ổn quá nhỉ. Sao ừ, nó lại ến nỉ ở đây, nó mất lên ngọn không được. Khó làm đấy. Nói chung là đau đầu ấy, nhìn thì có vẻ dễ nhưng mà để đẹp là cũng... Làm ra cây là khó khăn. Đây. Cái này vật xuống này còn hoành, hoành thì nếu được. Hoành thì lại bơi quá. Cái này nó bò rồi. Thấp quá. Em ngày xưa cắt mất cái này em lại thích để cái này. Đúng rồi. Chạy trục đây, bỏ trục ngắn này, người lại. Anh là thích nó siêu lắc này, à. Nó ngọn đây. Ừ. Thì nó chuẩn cây. Nhưng mà cắt đi thì sẹo to quá. Vâng. Thôi để nghiên cứu. cũng có thể nghiên cứu được. Trước giả 50 triệu đẹp bạn. Bán bố về Nam Định này. Ừ, anh giả 50. Chưa anh giả. Hôm sau có một về chợ này, giả 55, các bạn. Cũng 70 mới nói chuyện. Mua về phá mình phải làm mua về đâu em. Đúng rồi, đúng rồi. Còn ông nào gì khác thì dậy. Đâu, 5 năm là thằng kia nó anh cũng dặn nó. À thế à? À, dặn à? Đúng rồi. Thằng nào gái cá vừa chưa, không xuôi. Các bạn để sang khu vực khác.